mời anh vô đây. đây. À, rồi mời anh ngồi đây. Anh ngồi đi, ngồi xuống. Anh ngồi đi. Mình ơi, mình quý lên rồi nè mình. Thấy không, vợ tôi dọn sẵn đồ ăn hết rồi nè. Anh chào anh. Dạ. Trời ơi, đây. Lấy chén nè, mời anh dùng. Mình ngồi đi mình. Dạ, trời ơi, anh chị làm tôi ngại quá. Có gì đâu mà khách quý, khách gì không biết nữa. Trời ơi. Anh Kiệt, anh cũng nói dữ lắm đó. Cho nên là tôi mới bấm gan tôi lên đây. Chứ mà tôi nói thiệt, nghĩ tới cái chuyện của con Duyên là tôi không có muốn đi đâu hết trơn hết tội. Thôi mà anh ơi, anh là khách quý của tụi tôi. Nói thiệt nghe, anh dùng thử đi. Đây nè ha, không phải mình ên tôi nấu đâu, có con Duyên phụ nữa đó. Đừng có nhắc tới con Duyên nữa, tại vì chưa có ăn á. Chứ lỡ có ăn rồi mà nhắc tới con Duyên chắc tôi ói tại bàn. Thôi, không nhắc nữa. Không, nó quẩn lên, chịu khỏi tôi dằn xuống không được. Xin lỗi. Bây giờ là công sức của vợ tôi nấu đó, mình ăn ha. Ăn đi anh, ăn đi. Cầm đũa lên đi mình. Gia đình ăn cho vui. Dạ. Ôi trời, quên nữa, còn món bò viên. Cái gì? Trời ơi, tôi nói đừng có nhắc tới con Duyên, làm ơn đi mà. Tôi đang đói, tôi thấy đồ ăn tôi thèm lắm mà nhắc là tôi ăn không nổi. Không phải vậy. Vợ tôi nói là còn thiếu món bò viên. Chứ bò không viên, phải là... bò viên. Là không viên nữa đó. Bò viên chứ không phải là con Duyên. Bò viên phải không? Bò viên là miền Bắc, còn miền Nam mình kêu bò viên. Nữa, thấy nữa. Chưa? Chị thương tôi, chị mời tôi lên ăn phải không? Thì chị cho tôi nhai miếng đi rồi chị nói cho tôi phun cho nó gọn. Nói chung là không ghét gì hết. Làm ơn thôi, bây giờ về tôi xin trước. Có ăn uống gì thì nói luôn nha. Dạ rồi thôi anh ăn đi. Bò viên nha chị. Bò viên mời anh. Dạ. Bực bội quá à. Chú hai teo hả? Vô duyên. Gì vậy? Mày mới là vô duyên á. Xin lỗi anh. Ủa con chị nói là chú hai teo vô duyên thôi. Đứng. Mà bộ con vô duyên lắm. Bác ơi con xin bác mà bác ơi, bác ơi, bác làm ơn mà đừng có đi mà bác. Bác mà đi coi như là con chết luôn đó bác ơi, thiệt luôn đó bác ơi. Bác ơi sao bác mạnh tay với tụi con quá vậy bác? Cái gì? Quay không tôi xây như cây đèn cù luôn rồi. Cái gì vậy? Buông ra đi, hai đứa làm gì vậy hả? Ra đây chơi trò chơi hả? Thôi ba đừng có đi mà ba. Ba nghe tụi con nói một lời thôi ba. Anh nói đi anh. Dạ ba ơi, thôi con quỳ xuống chân bác, coi như là con gian xin bác. Bác cho tụi con đến với nhau đi. Tuy bây giờ con không có tương lai, nhưng mà sau này con hứa con sẽ yêu thương em, chăm sóc em, đùm bọc em đến suốt cuộc đời này. Ôi mà, cái chuyện này kể từ mấy bữa nay rồi, tôi nghe tôi nhức đầu lắm rồi. Bây giờ cô lớn rồi ha, tôi nói nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tôi mệt lắm. Ba ơi, con xin ba, không cần đi đâu nữa đó. Sao vậy? Tôi kêu nó đi rồi, tôi nói anh đi về quê mất tiêu rồi. Trời đất ơi, sao anh ác cái tôi vậy? Tôi hẹn xe rồi, bây giờ nó đi về là lấy gì tôi về? Thôi, anh thấy tụi nhỏ nó tội nghiệp gì, thôi anh cứ đồng ý với tụi nó đi, anh cứ vậy hoài, sao được? Tôi đã nói cái chuyện này là không thể xảy ra được mà anh cứ ép tôi hoài. Bây giờ tôi thấy có gì đâu không được. Dạ. Nó cũng được. Dạ. Con này cũng được, hai đứa nó xứng đôi vừa lứa. Mà anh thấy không, bây giờ anh ngăn cản đi. Lỡ bây giờ tụi nó đang là lặng đứng trước mặt anh vậy đó ha. Anh không thấy. Nhưng mà một ngày đó nó lỡ dại, nó coi phim Hàn hay là nó coi cái gì đó trên cái Facebook người ta, tụi nó ôm nhau, tụi nó tự tử, tụi nó cắt tay đó. Lỡ nó bắt chước nó làm vậy rồi sao? Cái hậu quả thảm khốc vậy đó hả? Đúng rồi. Thôi được rồi, mấy người nói mấy bữa nay tôi cũng thủng vô đầu tôi rồi. Tôi con người chứ không phải sỏi đá đâu mà nói không nghe. Tụi con thương nhau thật lòng đúng không? Dạ. Thề đến với nhau sống trọn đời trọn kiếp đúng không? Dạ. Thôi được rồi, tôi hứa tôi gả. Cảm ơn bà. Làm đám cưới lớn ngày nào tôi lo. Dạ. Cưới nhau được đó. Khoan con. Dạ. Thích sao, nhà trai nhà gái 40-50 bàn chịu không? Dạ chịu. Rồi cái xe rước dâu á, chở nguyên nhà trai đi vòng thị xã thăm rồi đi chơi thoải mái coi như đi du lịch ha. Ừ quá đã. Rồi cứ ngày đêm tân hôn là ba mẹ lên đứng dắt cô dâu lên, rồi ba mẹ đứng dắt chú rể lên phải không? Dạ đúng rồi. Vậy thì bây giờ chỉ có một điều kiện đơn giản thôi. Dạ điều kiện gì vậy ba? Con hãy tìm được nguồn gốc của con đi. Ba mẹ con là ai? Ba gả liền. Ha? Tự gì ba vẫn còn băn khoăn lắm. Ba đâu có biết được rằng cái nguồn gốc cha mẹ nó nhiều khi là trong đảng cướp hay là cái đảng gì sao? Chưa hết, lỡ trong cái nguồn máu của nó có cái gen
cái gen đó là cái gen xấu, cái gen nguy hại, thì sau này nó sẽ ảnh hưởng tới con cái gia đình, ảnh hưởng tới dòng tộc của ba. Con hiểu chưa? Cố gắng nha con, kiếm được cha mẹ nguồn gốc của con rõ ràng rồi ba gả, còn không kiếm được thôi ba về. Ba ơi, thấy vậy chứ ông này cũng dễ thương ha. Thôi chúc mừng hai tụi con ha, cái điều kiện dễ quá rồi đúng không hả? Dễ chết thì có. Xong rồi uống ha. Dạ dạ xong dạ. Xong việc dạ. Đi rồi uống dạ, ha. Dạ dạ xong việc đi rồi. Đấy, phá xong. Ý ông vô tới rồi. Đây qua đây qua đây qua đây. Qua đây ăn ngồi đây. Kêu tôi qua có gì không? Thì có chuyện mới kêu chứ. Đây là chú Duy. Dạ. Là người đàn ông lực lưỡng, khỏe mạnh nhất trong cái xóm này. Còn chú này á là bên hội chữ thập đỏ đến lấy máu nhân đạo. Đó rồi lấy đi. Chào chú. Dạ. Dạ, tay chú ấm dữ, tướng tá cũng ngon, máu nhiều chú ha. Trời phải nói, máu cả bình, yên tâm. Thấy gì bệnh dữ lắm. Bị thấy gì yếu yếu người, không có máu nhiều đâu. Cũng vừa đủ chạy một vòng người thôi hà. Mà thôi, nấu chơi thôi chứ, máu xấu lắm. Cắt chảy ra là bỏ, không có vớt lại được miếng nào hết trơn trời. Chú, đừng lo. Dạ. Chú biết là khi mà tham gia hiến máu nhân đạo đó là chú sẽ được kiểm tra sức khỏe. Đúng rồi. Rồi phòng ngừa được cái bệnh tim mạch nè. Đúng rồi. Rồi mình giảm được cái calorie nè, là mình trục mỡ bớt đó chú. Đúng rồi đó anh. Rồi sau đó là mình ngăn ngừa được cái mắc bệnh ung thư. Ừ. Nói chung là rất là tốt. Hơn hết á là việc mà hiến máu nhân đạo đó là một nghĩa cử rất là cao đẹp. Chính xác anh mình, ơi. Mình bắt đầu lấy máu chú ha. Trời ơi cái gì? Trời đất ơi. Cái gì mà tự nhiên kêu qua ngồi đó. Nè, lấy bỏ cái tay lên. Mình lấy máu á chú. Ôi trời sao chú sao vậy? Anh bà ổn bị gì vậy? Bị gì vậy trời? À, không sao. À, trời đất ơi. Ơi. Ông không sao. Lấy máu thôi mà, lấy máu. Chưa có lấy. Ba con sợ nhất là máu. Dạ yên tâm cả nhà yên tâm. Đi chứ trời. Trời ơi. Anh cất gì vậy? Dạ ơi. Xin lỗi. Cái này thói quen nghề nghiệp. Trời ơi, thói quen nghề nghiệp mà móc ra thấy nó nhọn quắc, tôi sợ quá. Ủa vậy là không chích ông lấy máu tôi hôm nay qua đây làm gì vậy? Dạ, mục đích con qua đây là để xin khẳng định với chú. Anh Tùng đây là người tốt. Dạ đúng rồi. Ảnh rất là có nghĩa cử rất là cao đẹp, là ảnh hiến máu thâm niên thưa chú. Trời đất coi Tùng mày hiến máu thâm niên hả mày? Dạ đúng rồi. Vậy mà ba mày nói cái dòng máu của mày là xấu xí lắm, xấu lưu manh rồi cô hồn các đảng đồ này kia nọ, bởi vì ông không có gả con gái ông cho mày đó. Đúng rồi. Mà thành ra là thằng này mà hiến máu thâm niên là nó hiến cho nhiều người lắm rồi nha anh. Vậy là coi như bây giờ là coi như là nhiễm hết rồi. Nhiễm hết rồi. Xấu coi như bây giờ hết. Xấu điều hết, người bên cạnh là xấu hết rồi. Mà cái gen xấu luôn. Đó. Đâu phải dân chơi. Ba. Cái gì? Ba nhớ là con với anh Tùng quen nhau trong hoàn cảnh nào không? Trời ơi, mày quen trên mạng, hai đứa hẹn hò chat online, tụi bay like kim đã rồi bắt đầu hai đứa bay hẹn hò ra cà phê quán này. Nhiều khi hôm quán người ta rồi chứ tụi bay làm quen, hay đi coi phim đúng không? Không phải, con với ảnh quen nhau á là trong cái lần mà ba bị tai nạn giao thông cách đây 2 năm trước á, ba có nhớ không? Chuyện là như vậy. Hôm đó bác đang chạy trên chiếc Jali màu hồng cánh sen. Bác chạy 800 km trên một giờ, bác nẹt bồ hên. Thế là từ trong bụi rậm xuất hiện bà chó cái chạy tung tăng ra. Bác sợ quá bác lao cái a, bà chó cái la cái a, thế đụng nhau một cái rầm. Lúc đó bác nguy kịch lắm bác à. Xúc động làm sao, anh Tùng xuất hiện làm sáng mừng cả phòng cấp cứu, ảnh như một soái ca đó. Tôi sắp chết rồi nằm dài đó mà sái ca xuất hiện hả? À? Hai người vui quá vậy. Nè, cái bộ gen xấu của con thể hiện lồ lộ rồi đó. Kể chuyện kể tèo leo từ lứa không hả? À? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Ý con á là anh Tùng ảnh xuất hiện rồi ảnh truyền máu cho ba kịp thời, giúp ba qua cơn nguy kịch. Dạ. Xong rồi con thích ảnh từ lúc đó đó. Truyền máu gì? Ý con nói gì ba không hiểu? Nó truyền máu cho anh đó. Sao? Nè, cái dòng máu đang chảy trong huyết quản của tôi là dòng máu lạc hồng, không có lá cái dòng máu xấu xa đó. Này, xin lỗi nha, làm gì có chuyện đó, tôi không tin. Bây giờ ba không tin, ba về ba mở bệnh án ra coi phải vậy không. Tại ảnh kêu con giấu ba đó. Đúng rồi, bây giờ trong người của bác á đang mang giọt máu của con đó. Trời ơi, tôi đã có cái gì giọt máu vậy? Tùng, cái văn của mày kỳ lắm con. Ừ. Văn của mày nãy giờ kỳ khôi lắm. Dạ không, không có. Cái là mang trong người dòng máu của con đó. Đúng bác. Đúng rồi, tức là bây giờ nó di truyền qua anh rồi, anh hiểu không? Như vậy có nghĩa là anh cũng là một trong số những người xấu xa, coi như là tàn tạ rồi thâm đen rồi đủ thứ chuyện á,
là trong số những người nó đã truyền máu đó. Phải không? Chứ sao nữa? Vậy là nói chuyện máu của tôi. Nói gen di truyền, bởi vì anh là di truyền của nó. Ô. Anh đừng có cái kiểu mà bây giờ anh nói cái chuyện mà là ảnh hưởng cái gen di truyền nữa. Là anh ảnh hưởng chứ ai nữa. Có ảnh hưởng, tôi nói cấm có sai luôn. Đó thấy chưa, ảnh hưởng là tôi nè. Bây giờ nè, tại sao tôi hồ đồ? Tại sao tôi nhỏ nhen? Tại sao tôi ích kỷ? Tại sao tôi ngăn cản tình yêu lứa đôi? Là tại gì? Nếu như ngày đó ba không chẹt cho thì chắc ba đã không ù đầu. Mà nếu ba ù đầu là đâu có chuyện máu cho ba. Mà vì nó chuyện máu cho ba, cho nên ngày nay ba trở thành một con người xấu xa tệ hại như vậy. Ba mới ngăn cản cái tình yêu này. Hiểu không? Ủa là sao cô? Con Duyên kia mày sao mày khờ quá. Ta đang chống chế thì thôi mày nghe vậy đi. Có nghĩa là ông đồng ý cho hai đứa bay đến với nhau đó. Dạ cảm ơn anh lấy mẹ. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất, vợ luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao nhiêu. Lúc lời tin nhắn, lúc cũng từng xu nè, nào thì ra sẽ như hoàng thế. Mà vợ yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung qua bao chặng đường dài. Mãi 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 m